không thực hiện được một cái kế hoạch nào cả. Tại vì mình cứ bắt đầu một cái kế hoạch và mình so sánh với những cái người mà họ đã đi với cái kế hoạch đấy hàng trăm năm rồi, và mình bảo là ôi sao mãi mà không được từng đấy follower, mãi mà không được từng đấy tiền, thì mình lại ngừng luôn, mình không làm nữa. Thì đấy là một cái hành vi mình cứ nghĩ là không liên quan đến áp lực đồng trang lứa nhá, nhưng mà thực ra nó lại là một cái tác dụng phụ của áp lực đồng trang lứa. Đấy là mình không biết phải bắt đầu với việc gì, mình không biết là phải làm gì, và mình cũng không hiểu rõ được bản thân mình là mình muốn gì và mình coi trọng cái giá trị gì trong cuộc sống. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả số tiếp theo của Talk Show, nơi mà mình với cả khách mời hôm nay là Kerongo sẽ nói chuyện với rất nhiều góc nhìn khác nhau và nói chuyện rất là sâu về một cái chủ đề nhất định. Và Kerongo, bạn có thể giúp mình một cái ngày hôm nay được không? Đó là chủ đề của chúng ta hôm nay là gì? Peer pressure, áp lực đồng trang lứa. Thì sao chúng ta ở đây nhỉ? Ok, chắc là mình xin tự giới thiệu. Mình là Kerongo và mình là chủ mục tâm lý học tại Spider Room, và ngoài ra mình là trợ lý nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội SDS, và mình là một diễn giả và nhà đào tạo độc lập với các chủ đề tâm lý học. Anyhow thì còn mình là Linh, mình là một content creator và mình là một người 26 tuổi đang trôi giữa đại dương cuộc đời. Chúng mình trôi cùng nhau so it's ok, kiểu mấy con beaver nắm tay nhau trôi. Anyhow thì dù gì thì lý do đầu tiên mình ở đây là vì mình rất thích tham gia số này với vai trò là khách mời. Bởi vì bản thân mình đã trải qua gần như peer pressure hay áp lực đồng trang lứa, nó là một cái chủ đề chính của cuộc đời mình luôn ấy, từ bé đến tận bây giờ. Và đấy là lý do vì sao mà mình đã mời một người host cực kỳ đặc biệt để đóng vai trò host, để mình được đóng vai trò chia sẻ nhiều hơn. Lý do mình được mời làm host là bởi vì có một cái này chia sẻ với các bạn là mình và Kira là đã là bạn thân với nhau phải 11, 12 năm rồi, nên bọn mình cũng đã chứng kiến những cái gần như là tất cả mọi thăng trầm các thứ cuộc sống của người còn lại, và cũng nói chung là hy vọng là thế. Còn chứng kiến đủ không nhỉ? Nói chung là chứng kiến khá đủ, nhiều, nhưng mà mình phải xin phép các bạn ngay từ đầu chương trình luôn, đấy là chúng mình sẽ xưng hô với nhau là tao và mày. Bởi vì chúng mình quen nhau từ năm lớp 10, mà năm lớp 10 thì ai mà không nói với nhau là tao là mày. Nhưng mà ok, đấy là một cái giả định mang tính khái quát hóa. Mình rất xin lỗi những bạn nào mà lớp 10 không xưng mày tao, nhưng mà chúng mình thì có. Thế nên là nó sẽ hơi kỳ nếu mà chúng mình phải tự nhiên đổi thành tôi, ông hoặc tôi, bạn. Actually tôi nghĩ tôi, bạn cũng ok đấy bạn ạ. Ok, bây giờ mình thử với tôi và bạn nhé. Ok rồi. Bắt đầu với cả câu hỏi đầu tiên. Đó là Trang, từ góc độ của bạn đi, và maybe là thêm một chút cả kiến thức về tâm lý nữa, thì peer pressure, áp lực đồng trang lứa là gì? Đầu tiên để định nghĩa áp lực đồng trang lứa là gì thì mình sẽ kể những cái trải nghiệm của mình với cả áp lực đồng trang lứa nhá. Thì ngay từ hồi mẫu giáo ấy, mình đã có áp lực đồng trang lứa rồi. Thì hồi đấy tôi học ở một cái trường mẫu giáo này, ok tôi thì trong lớp tất cả mọi người đều là một cái siêu nhân gì đấy. Và mình thấy ô cool đấy, mình cũng là một siêu nhân chứ. Nhưng mà hồi đấy thì chỉ còn đúng một siêu nhân hồng là chưa có ai chọn. Thì mình tôi và một đứa khác tranh nhau là siêu nhân hồng ấy. Và cái cảm giác mà không được là siêu nhân hồng thì nó cực kỳ bứt rứt, và nó khó chịu, và cảm giác là mình đang không phải là một phần của cái tập thể, của một cái nhóm các bạn mẫu giáo rất là cool, rất là ngầu nữa ấy. Thì đấy là trải nghiệm đầu tiên của tôi với cả áp lực trang lứa. Thì đến cấp 1 thì áp lực của mình nó đã hơi khác một xíu. Hồi đấy áp lực của mình sẽ là mình có nên xưng mày tao không nhở? Trong khi tất cả mọi người đều xưng mày tao. Nếu mà không xưng mày tao thì mình sẽ không chơi được với những cái bạn mình muốn. Còn okay, nếu mà xưng mày sorry, tao Trang, thì trong một giây tôi đã tưởng là bạn nói với tôi. Bạn nói tiếp đi. Ok, đúng là tôi nói với bạn mà. Thì đấy, cấp 1 thì cái áp lực nó sẽ hơi khác một chút như vậy. Còn đến cấp 2 và cấp 3 thì áp lực nó còn nhiều hơn nữa. Bởi vì lúc đấy mình trải nghiệm nhiều hơn, mình bắt đầu phát triển nhiều cái khía cạnh khác nhau của căn tính. Thì mình bắt đầu so sánh nhau là đứa này mặc quần áo này, mình cũng muốn cái bộ có cái kiểu phong cách như thế. Xong rồi các bạn mua merchandise, tức là những cái đồ linh tinh ở vật phẩm hình các ngôi sao thần tượng Hàn Quốc, ở Big Bang, Super Junior, mình cũng thích chứ. Đấy, thì hồi đấy cái áp lực của mình là ui, bạn này có cái cát hình anh T.O.P, mình chưa có cát này, mình có nên đi in không nhỉ? Đấy là áp lực của cấp 2. Cấp 3 để mọi người bắt đầu có người yêu, mình không có người yêu thì mình cũng áp lực chứ.
Thì tựu chung tất cả những áp lực đấy thì trong tâm lý học họ chia làm hai dạng áp lực chính. Một dạng áp lực đấy là nó xảy ra trực tiếp khi mà bạn ở trong một cái nhóm bạn và tất cả nhóm bạn đấy yêu cầu bạn phải làm một cái thứ gì đó thì mới được gọi là nhập chấp hội nhận ở đấy, rồi. Kiểu đó. Ví dụ như là eo ơi, mà cái quần này quê thế, bạn nhà quê thế, bây giờ ai còn nói mày tao, bây giờ ai còn nói cậu tớ nữa, phải nói mày tao. Đấy, thì hoặc là mình cứ nghĩ là áp lực như vậy nó không xuất hiện ở tuổi trưởng thành, nhưng mà thực ra nếu mà mình nhìn bố mẹ mình hay là anh chị em mình thì mình sẽ thấy là khi họ đi làm ấy thì họ lại bị mọi người ép là uống rượu này, đi tiếp khách này. Và trong lúc mình đi với công ty như vậy mà mình không uống thì mọi người sẽ nói là em không nể anh. Em này mấy khi được dịp thì đúng là em không nể anh thật, nhưng mà đấy nó là một cái áp lực người lớn phải đối diện. Và mình cứ nghĩ là áp lực đấy nó không tiếp diễn, nhưng mà nó chỉ diễn ra một cách nó linh hoạt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Người ta sẽ không đào thải bạn ra khỏi công ty nếu như bạn không uống rượu, nhưng chắc chắn là cái góc nhìn của người ta về bạn sẽ thay đổi. Thì đấy là cái dạng áp lực thứ nhất. Và cái dạng áp lực thứ hai là cái dạng áp lực mình tự đặt lên bản thân mình. Khi mà mình quan sát một nhóm người mà mình cho là đồng trang lứa, tức là có những cái đặc điểm giống mình, họ có mà mình không có, thì lúc đấy mình lại có áp lực là ui, bạn này xếp top 10, xong mình không được ở trong top 10 nhỉ, vì sao lại thế nhỉ, mình cũng thông minh cơ mà. Hoặc là ôi, bạn này đỗ trường này, trường kia, mà trong khi mình thì lại học một trường chẳng ai biết tên là gì. Hoặc là mình còn không học đại học. Đấy, thì có rất là nhiều những áp lực như thế. Và đến khi đi làm thì chắc là bạn nào đi làm rồi thì cũng biết nó sẽ lại có những cái áp lực nhiều hơn thế. Mình nghĩ là những áp lực này nó không bao giờ chấm dứt, mà nó chỉ hiện diện ở những cái hình thái khác nhau thôi. Vậy thì Trang nghĩ là trong cái quá trình mình lớn lên đi, thì đâu là những cái áp lực lớn nhất nó đã định hình căn tính của Trang ngày hôm nay? Nếu mà chỉ chọn một hoặc hai cái thôi. Ok, cái đầu tiên thì mình nghĩ là mình có thể nói ra được luôn. Đấy là cái hồi mà mình đi bắt đầu đi du học ở Anh ấy. Thì trước đấy hoàn toàn là mình học trường công. Và ở trong trường công thì cái cách làm bạn nó rất là khác. Đấy, như kiểu một lớp 50 người, tôi và Linh học cùng với nhau. Thì mình sẽ có thời gian để mình làm quen với nhau và mình xem là những cái người nào có cùng cái sở thích chung với mình. Và những cái hôm đầu mình ít nói một chút thì thực ra cũng không ai quan tâm, và chuyện đấy rất là bình thường. Nhưng mà khi mình đi du học, mình học một trường quốc tế ở bên kia, thì bản thân các bạn học sinh vào trường đó, các bạn đã từng học trường quốc tế trước đấy, và cái cách giao tiếp của các bạn rất là khác với cách giao tiếp của mình. Các bạn nói chuyện với nhau sẽ nói về, ví dụ như nói chuyện với bạn nước ngoài thì các bạn sẽ có đủ kiến thức về địa lý, về chính trị để các bạn có thể giao tiếp với nhau. Còn mình thì chỉ nói về âm nhạc, nói về phim ảnh, và những cái đấy thì mình sẽ không dùng để small talk, mình sẽ khó để mà mình bắt chuyện với nhau. Tại vì đơn giản là hồi đấy mình quan sát là cách bắt chuyện với mọi người với nhau đấy là mọi người nói về mày đến quốc gia nào, tao cũng biết là nước mày có cái này cái kia, nhưng mà mình thì mình không nói được những cái đấy, tại vì mình không có kiến thức nền về cái đó. Bởi vì ngày xưa mình học toán văn Anh, mình tập trung vào ba môn toán văn Anh, và lịch sử địa lý thì gần như là mình bỏ quên hết ấy. Thì 6 tháng đầu mình gần như là không có ai chơi cùng. Cái đấy thì không biết là hồi đấy có kể cho Linh không, nhưng mà hồi đấy thì mình không ai chơi cùng. Có chứ, ngày đấy bạn chia sẻ nhỏ với các bạn là Kira Ngô với cả mình hồi đấy là gọi điện cho nhau rất nhiều. Đấy, kiểu không nhớ, tại vì mình chỉ nhớ tất cả những cái gì nó đọng lại trong tâm trí mình chỉ là một cái sự buồn và cô đơn kéo dài rất là lâu. Còn tất cả những cái hoạt động khác nó chỉ là những cái hoạt động để giúp mình quên đi cái nỗi buồn và cái sự cô đơn đấy thôi ấy. Thì nó diễn ra khoảng không đến 6 tháng, 3 tháng. Thì đợt đấy hết một học kỳ. Thì đợt đấy tôi chuyển về, tôi về Việt Nam nghỉ hè hay là nghỉ đông gì đấy. Thì tôi mới nói với mẹ là bây giờ mẹ ơi, con phải thay đổi thôi. Mẹ cho con chuyển ra một trường khác, con chắc chắn lần này con sẽ làm được. Thì hồi đấy mình chuyển sang cùng trường đó nhưng ở thành phố khác. Thành phố này là một thành phố biển, mọi người rất là vui vẻ và hòa đồng, và mình cảm thấy là bây giờ mình phải thay đổi thôi. Mình không thể nào mà chỉ sống trong cái thế giới của mình và không thể không cởi mở và giao tiếp với ai. Thì hồi đấy mình, thực ra cái sự thay đổi đấy của mình nó khá là extreme, nó khá là extreme. Cực đoan. Nó khá là cực đoan. Mình đi từ một đứa siêu hướng nội, lúc nào cũng thích đi chơi một mình,
và mình quyết định trở thành một social butterfly, là một người cũng rất là quảng giao. Thì hồi đấy mình chơi với các bạn người Sinh, thì các bạn người Sinh có một thói quen đấy là người rất hay gặp nhau là đi party, đi tụ tập uống rượu các thứ. Thì hồi đấy mình không biết bây giờ các bạn trẻ như nào nhá, nhưng mà hồi đấy cấp 3 bọn mình không ai biết uống rượu hay là đi club mấy đâu. Ví dụ đi vũ trường các thứ là bố mẹ đã nhăn mặt xong rồi không cho đi ra ngoài nữa rồi ấy. Thì hồi đấy ở bên đấy mình bảo bạn ra là ok, bây giờ mình thành một người khác rồi, mình phải có bạn thôi, nếu mình không có bạn mình rất là buồn. Thì hồi đấy mình quyết định là thôi đi thử cho biết. Đó, thì cái khoảng thời gian đấy mình dưới 18 tuổi này cũng phải mượn căn cước của người quen để wow, đi. Wow, đây là cái lần đầu tiên tôi được nghe đấy. Để đi club uống rượu. Hồi đấy không biết uống rượu, những cái lần đầu tiên uống rượu ui nôn oẹ, em rất là sợ, nhưng mà các bạn rủ đi thì vẫn cứ phải đi thôi ấy. Thì đấy là cái áp lực đồng trang lứa lớn đầu tiên mà hồi đấy mình nhận thức được là thực sự mình cần phải thay đổi bản thân mình để trở thành một phần của một cái nhóm người lớn hơn. Nói từ góc độ của một người bạn thì thật sự là tôi thấy hai cái thay đổi mà bạn vừa mới kể nó cũng gần như là định hình con người của bạn thời điểm hiện tại luôn đấy. Tức là thứ nhất là bạn là một người nói thẳng ra là có khả năng giao tiếp với cả gần như là tất cả mọi người. Tôi là một người tôi khá là tự tin vào khả năng giao tiếp của tôi, nhưng mà sẽ có một số lúc mà tôi gặp một số người hoặc là tôi ở trong cùng phòng ở trong một cái cuộc hội thoại với một số người chỉ kiểu 50 phút thôi và tôi muốn out ngay lập tức, kiểu exit ngay lập tức, và thậm chí là tôi không muốn đến những cái buổi tụ tập đông người vì nói chung là cảm thấy mình không phù hợp ấy. Nhưng mà đúng là cái mà bạn đã gần như là phải tự buộc mình phải thay đổi trở thành một cái người hướng nội hướng ngoại, một cái người có thể thích nghi được rất là dễ, thậm chí là phải không biết là có Trang có phải làm cái này không, nhất là một người mà phải thích cái việc tụ tập, thích sự hiện diện của người khác để gần như là được trở thành một phần của đám đông. Thì Trang đánh giá như nào về hai cái sự thay đổi này? Bạn có bất kỳ một cái gọi là cảm thấy tự hào hay một cái nuối tiếc gì về cái việc mà mình đã phải thay đổi rất nhiều khi mà mình nhận được cái áp lực đồng trang lứa để mình có thể hòa nhập không? Thực ra để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ muốn nhắc đến hai khía cạnh của áp lực đồng trang lứa mà ở đây mình tạm gọi, mình gộp chung hai cái loại áp lực mà ban đầu mình đã kể. Đấy là áp lực bị các bạn bắt làm những thứ các bạn đang làm, và áp lực thứ hai là mình so sánh với các bạn mình muốn trở thành những người như thế. Thì đối với mình cả hai loại áp lực này nó đều có những cái mặt tốt và mặt xấu riêng. Ở trường hợp mình thì mình đến bây giờ mình vẫn rất là biết ơn bản thân mình vì hồi đấy đã quyết định thay đổi. Mình đã quyết định trở thành một, không phải là mình trở thành một con người khác đâu, nó trở thành một con người khác thì nó rất là kỳ, bởi vì khi ở một mình thì mình vẫn như thế, mình vẫn thích ở một mình, nghe nhạc một mình, dành thời gian cho bản thân. Nhưng đồng thời thì mình cũng bắt đầu làm quen với việc là khi tôi ở chỗ đông người hoặc là khi tôi gặp người khác thì tôi nên thể hiện bản thân như thế nào để mọi người nhìn tôi như cái cách tôi muốn mọi người nhìn tôi. Bởi vì tôi luôn muốn mọi người nhìn mình là một người biết suy nghĩ, biết ăn nói, biết quan tâm đến cái cảm xúc của những người xung quanh. Mà đôi khi việc quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, mình sẽ phải chiều theo ý họ một chút. Mình sẽ phải làm theo những cái áp lực mà họ muốn mình làm theo. Nếu không thì nhiều khi mình nhìn bạn mình dỗi, bạn mình kiểu eo thế mà cũng không làm được cho nhau, mình cũng áy náy chứ, mà rồi 10 shot ra đây lại uống hết với nhau cho nó vui kiểu đấy. Thì thực ra là mình chưa bao giờ nuối tiếc về bất kỳ điều gì mình đã làm được du học. Nếu mà cái tiếc nuối lớn nhất thì có lẽ là mình đáng lẽ ra mình nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn một chút. Mình nên biết kể rõ cái ranh giới là những cái gì là tôi có thể chiều được bạn, còn những cái gì thì tôi không thể chiều được bạn. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cái sức khỏe thể chất nhá, và sức khỏe tinh thần của tôi. Từ góc độ của tôi nhá, thì tôi muốn chia sẻ một cái, tức là tôi để ý là trong cái câu chuyện của bạn khi mà bạn nói về áp lực đồng trang lứa thì có hai cái điểm chung là cái tính chất của cả hai cái, gần như là cái sự thay đổi lớn nhất của bạn là nó đều đến từ cái mong muốn được làm một phần của một nhóm. Còn câu chuyện của tôi nó sẽ hơi khác một tí, tức là từ trước đến nay là tôi luôn cảm thấy mình, bạn chơi với tôi hơn 10 năm bạn sẽ thấy là bây giờ thử kể tên bất kỳ một nhóm thật sự thân nào của tôi sẽ rất khó, thời gian gần đây mới bắt đầu có. Bởi vì từ trước đến nay là tôi từ nhỏ lớn tôi chưa bao giờ có nhu cầu luôn, tức là trở thành một nhóm, một phần của bất kỳ một nhóm nào, tức là nó sẽ luôn là, cũng có thể là do
bản chất của mình tự thấy mình là một người sinh ra đã khác người khác rồi, bởi vì nếu các bạn chưa biết thì mình lai. Nên là từ nhỏ là trong đầu tôi đã luôn ý thức là tôi đứng ngoài đám đông luôn luôn, và đấy sẽ luôn là chỗ dành cho tôi. Nên là kiểu tôi luôn nghĩ về mình như thế. Nhưng mà tôi gần đây tôi mới nhận ra là tôi cũng có một cái áp lực đồng trang lứa khoảng khoảng 4 đến 5 năm gần đây. Nhưng mà cái áp lực của tôi nó không đến từ việc tôi muốn thay đổi mình để phù hợp với mọi người, mà tôi nó là những cái áp lực mà tôi tự đặt lên cho mình, đặc biệt là khi đọc về những cái người mà mình rất là ngưỡng mộ, những người giỏi, hoặc là ví dụ bạn cũng là một cái áp lực. Nhưng mà tôi không, bởi vì ví dụ tôi không muốn thay đổi của tôi để chơi với cả cái nhóm của Trang, mà tôi với bạn chơi với nhau, và bạn cũng là kiểu một trong những cái model mà tôi đặt ở trong đầu là ok, mình nên cố gắng nhiều hơn để trở thành một người như thế. Ví dụ Phil Knight, CEO, founder của Nike, 26 tuổi, có một công ty, doanh thu của ông ấy là khoảng vài triệu đô một năm. Và lúc đấy ông đã có một cái gọi là cái động lực, cái gọi là cái xu hướng là việc nó rất là, ông ấy là một người rất là giỏi từ một cái độ tuổi rất là sớm. Và tương tự có một cái vị vua mà trong cái số podcast vừa rồi anh Bách có nói, đó là Marcus Aurelius, một vị vua triết gia, thì đồng tuổi của tôi, ông ấy trị vì cả một đất nước. Tương tự với cả có thể nói về những người mà tôi cũng rất là hâm mộ, thì đó đều là những người mà họ gần như là xuất chúng từ một cái độ tuổi rất là trẻ. Thậm chí là tôi cũng chơi game nữa, và khi mà tôi nhìn những cái player, những cái người chơi game họ giỏi thì họ đạt được những cái thành công của họ, thậm chí là một số người là còn 18, 19 tuổi họ đã thành công rồi. Thì tôi luôn nhìn vào họ và tôi luôn bị chất vấn lại về bản thân mình là làm thế nào để mình có thể giỏi được như họ nhỉ, kiểu tại sao họ có thể giỏi được đến mức như thế, tại sao họ có thể kiểu, ví dụ Elon Musk đi, kiểu điều hành kiểu 3-4 công ty cùng một lúc, họ ngủ 4 tiếng một đêm, họ làm ra những cái công ty kiểu hàng tỷ đô, kiểu làm sao để mình có thể như họ và bằng tuổi họ, mình đang ở đây và họ đang ở kia, và ui thế thì mình kém quá, mình phải holy shit, mình là một người thất bại trong cuộc sống, mình cần phải thay đổi nhiều hơn nữa. Thì đó là cái câu chuyện từ phía của tôi nhá, là làm thế nào để một người họ nhận diện được là ra là mình đang bị ảnh hưởng bởi áp lực đồng trang lứa. Ok, biểu hiện đúng không? Thì chắc là để trả lời câu hỏi của Linh thì mình sẽ liên hệ lại một chút với cái chia sẻ của Linh vừa rồi. Đấy là đầu tiên mình phải xem mình đang so sánh mình với ai đã. Bởi vì peer pressure, áp lực đồng trang lứa thì đầu tiên nó sẽ xuất hiện từ cái việc đồng trang lứa ở đây là ai trước đúng không? Thì mình thấy Linh có nói là Linh chia sẻ, thực ra cái này mình cũng chưa bao giờ hỏi Linh, tại vì nó không phải là một thứ hai đứa bạn các bạn đã hỏi nhau ấy, là thế ngày xưa mà Linh học cấp 1, cấp 2 ấy, thì Linh có bao giờ có áp lực là mình phải ở trong một cái nhóm các bạn nam, tại vì thực ra các bạn nam thì mình nghĩ là bọn con trai sẽ hãy chơi điện tử với nhau này, hay đi đá bóng với nhau này, thì Linh có bao giờ có áp lực là mình phải đi đá bóng, phải chơi điện tử để chơi được với các bạn không? Không hiểu tại sao nhưng mà từ nhỏ thì cái gọi là cái sức mạnh của quyền tự do ý chí trong đầu của mình nó rất là mạnh, tức là mình sẽ luôn đến với các bạn. Hồi cấp 3 là mình tham gia vào một đội bóng ở của lớp mình luôn đấy. Hashtag với Q1 đá bóng. Nhưng mà mình sẽ luôn tham gia với tâm thế là mình tham gia vui là chính. Và sẽ không bao giờ có bất kỳ một cái dòng suy nghĩ ở trong đầu nào nó như kiểu mày phải làm cái này kể cả nếu mà mày không thích để mày được làm một phần của cái nhóm đấy. Với mình thì từ nhỏ mình đã luôn có một cái là không thích thì bỏ luôn. Tức là nó là một cái mà kiểu nó cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng mà nó sẽ luôn là nếu mà mình không muốn phải hy sinh quá nhiều vào một thứ, và nếu mà cảm thấy không, gần như là không muốn thay đổi mình bởi vì luôn muốn dành năng lượng của mình vào những cái khác. Mình có một giả thuyết cho việc này, đấy là mặc dù cái việc like của Linh nó có thể khiến Linh cảm giác là mình không thuộc về bất kỳ một cộng đồng nào hoặc là một nhóm nào, nhưng phải nói thật là ngày xưa với vai trò là một người con like thì chắc chắn là Linh sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý của tất cả mọi người. Đúng, và mình cực kỳ ghét cái đấy. Đấy, thì mình tạm thời chưa nhắc đến việc là Linh thích hay là Linh ghét nó, nhưng mà Linh đã thỏa mãn được cái nhu cầu về mặt xã hội của mình rồi. Messi, tôi và bạn nhá. Nhưng mà cảm giác Linh với Trang nghe nó đỡ cringe hơn tôi và bạn ấy. Không thì, sao, mà máy quay vẫn chạy. Thì đấy. Thì mình có một giả thuyết đấy là Linh đã có đủ cái nhu cầu, đã thỏa mãn đủ cái nhu cầu về mặt xã hội của mình rồi. Đấy là
mặc dù nó là tiêu cực hay tích cực nha, mình chưa nói đến, bởi vì rất là nhiều người ở trong một cái nhóm tiêu cực để nhận được những cái sự chú ý về sự tiêu cực của mình mà, thì mình tạm chưa nói đến việc đấy. Mà đấy có thể là một lý do vì sao mà Linh không có quá nhiều cái áp lực là mình phải thuộc về một nhóm nào. Ừ. Bởi vì Linh đã nhận, thứ nhất là Linh nhận ra rõ là kể họ có cố thì mình cũng không nhất thiết là mình thuộc về nhóm nào được. Ừ. Và thứ hai đấy là Linh cũng nhận được khá khá những cái sự chú ý về mình. Còn có những bạn ví dụ như mình nếu mà mình không thay đổi để mình cùng các bạn thì dần dần tự nhiên mình sẽ bị tách mình ra khỏi mọi người. Nó theo đúng nghĩa đây là không ai chú ý đến mình nữa, không ai nói chuyện với mình nữa, không ai nói về mình nữa. Cái cảm giác này nó rất là khác. Đấy là cái chia sẻ đầu tiên của mình, đấy là mình đang so sánh mình với ai thì mình phải để ý cái đấy trước đã. Bởi vì sẽ rất là nhiều khi mình so sánh mình với cả đấy CEO này, hoặc là một vị vua nào đấy cùng độ tuổi mình mà họ đã, hoặc là một gọi là vận động viên điện tử của Dota 2. Đúng, vận động viên điện tử Dota. Thì mình quên đi mất là cái background của họ là gì. Ngoài cái việc là họ cùng độ tuổi với mình ra nhá. Nhưng mà ok, vua hoặc là CEO thì chắc chắn là gia đình họ cũng, không phải chắc chắn mà có thể là gia đình họ cũng có những cái yếu tố nào đấy để đẩy họ lên được cái level đấy mà mình cũng không thể biết được. Đúng. Nhưng mà vô tình mình so sánh với họ. Thế nên là mình đừng nghĩ rằng cái việc peer pressure nó chỉ đến từ việc mình so sánh mình với cái những người bạn mà mình gặp online, hoặc là những cái người mà có vẻ giống mình. Mà đôi khi những cái người mà họ rất là khác xa mình vẫn có cái áp lực đồng trang lứa. Thì cái biểu hiện Tôi có thể gọi đây là những cái người áp lực để trở thành một phần của một cái nhóm mà mình coi là được giống mình. Hoặc là ít nhất là mình muốn trở thành một phần của một cái nhóm đấy. Đấy, chính xác. Đấy, mình cũng muốn trở thành CEO, mình cũng muốn lọt vào cái Forbes Under 30 gặp những người như thế chứ, đúng không? Đấy thì biểu hiện của nó sẽ là đầu tiên ở phía mình, chắc chắn là ở những người khác nhau nó sẽ những biểu hiện khác nhau tùy vào cái mức độ đàn hồi cảm xúc hay là cái khả năng quản lý cảm xúc của mình như thế nào nhá. Thì ở bản thân mình thì thứ nhất là mình sẽ cảm thấy lo lắng, không biết là mình đủ tốt hay chưa, không biết là mình có xứng đáng để được mọi người chơi cùng, được mọi người quan tâm, được mọi người nói về hay không, hay mình chỉ là một cái hạt cát rất nhỏ, và thậm chí cái việc cái sự biến mất của mình nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tình hình thế giới. Thì đấy là cảm xúc đầu tiên mà mình có. Cảm xúc thứ hai đấy là buồn. Mình cảm thấy cô đơn, mình buồn chứ. Và nhiều khi mình sẽ mask, mình sẽ che lấp cái nỗi buồn đấy bằng việc là nói rằng ui, tôi cần bạn, cần gì bạn bè, cần ai đâu, tôi tự ok mà, mình tôi cũng được mà. Nhưng mà đôi khi đấy là một cái cách mình đang né tránh cái nhu cầu về mặt cảm xúc, cái nhu cầu được kết nối với người khác của mình. Còn về mặt suy nghĩ thì mình sẽ có những cái suy nghĩ tự nghi hoặc bản thân mình. Mình không biết là mình cần phải trở thành người như thế nào thì mới xứng đáng được coi trọng, xứng đáng được là bạn của những cái người kia. Và mình cũng đánh giá lại xem là thế những cái mục tiêu cuộc sống của mình từ trước đến giờ chẳng lẽ nó chỉ có vậy thôi sao? Liệu là mình có nên có những cái mục tiêu nào nó to lớn hơn hay không? Và mình bắt đầu có những cái kế hoạch trong đầu, mình có rất là nhiều kế hoạch. Nhưng mà đôi khi cái việc nhiều kế hoạch đấy nó lại dẫn đến một cái hành vi, đấy là mình không thực hiện được một cái kế hoạch nào cả. Tại vì mình cứ bắt đầu một cái kế hoạch và mình so sánh với những cái người mà họ đã đi với cái kế hoạch đấy hàng trăm năm rồi, và mình bảo là ủa sao mãi mà không được từng đấy follower, mãi mà không được từng đấy tiền, thì mình lại ngừng luôn, mình không làm nữa. Thì đấy là một cái hành vi mình cứ nghĩ là không liên quan đến áp lực đồng trang lứa nhá, nhưng mà thực ra nó lại là một cái tác dụng phụ của áp lực đồng trang lứa. Đấy là mình không biết phải bắt đầu với việc gì, mình không biết là phải làm gì, và mình cũng không hiểu rõ được bản thân mình là mình muốn gì và mình coi trọng cái giá trị gì trong cuộc sống. Nhưng mà nghe Trang vừa chia sẻ thấy có vẻ hơi nhiều áp lực tiêu cực quá nhỉ? Rất là nhiều những cái hệ quả tiêu cực từ áp lực đồng trang lứa. Vậy thì cái này là một câu chuyện nhỏ cũng từ phía của mình nhá. Tức là thời gian gần đây mình bắt đầu mở rộng vòng tròn bạn bè của mình hơn, và mình có chơi khá là thân với cả một nhóm toàn con trai, các bạn tầm tuổi của mình. Và thời gian đấy là mình bắt đầu quan sát, thế là mình bắt đầu cảm thấy áp lực một chút từ cái nhóm đấy. Một phần là bởi vì hầu hết các bạn đều rất là giỏi, tức là các bạn ý giỏi ở trong cái mảng của các bạn ấy, tức là ai làm cái gì gần như là cũng rất là giỏi. Thứ hai là ngoài việc giỏi chuyên môn thì các bạn có gần như là một cái cuộc sống mà từ góc nhìn của một người ngoài nhìn vào là khá là viên mãn, kiểu các bạn ý vẫn đi tập các thứ đầy đủ này, có sức khỏe ổn định này, thậm chí là có vợ con, có kiểu thậm chí là một cái nữa mà mình nghĩ là những người tầm tuổi mình sẽ hay có, là họ có đủ tiền để chăm lo cho vợ con này, có ví dụ có
có xe, có nhà, có các thứ. Nhưng mà từ phía của mình thấy cái áp lực đấy nó lại giúp cho mình có một cái gọi là gì nhỉ? Một cái ảnh hưởng tốt là mình kiểu, nếu mà một trong cái dự định của mình trong tương lai là lập gia đình, và mình cảm thấy là để mình có thể lập được gia đình hoặc là để mình có thể chăm lo được cho gia đình của mình thì mình cũng cần phải cố gắng hơn một chút nữa. Thì không biết là từ phía của Trang thì Trang thấy cái áp lực đồng trang lứa đi, hiện tại mình thấy là nó hay bị bảo là một cái, hay bị áp đặt một cái nhãn tiêu cực cho nó quá, thì nó có thể là một cái tốt không? Bởi vì từ phía của mình thấy, thật ra là mình thấy nó đang nghiêng về phía tốt hơn, ít là từ phía của mình. Còn về tại sao mình lại nghĩ nó tốt thì đó mình có thể nói rõ hơn. Thì Trang thấy như nào? Từ quan điểm của mình thì mình nghĩ chắc chắn như bao vấn đề khác thôi, là nó sẽ có mặt tốt và mặt xấu. Và cũng như bao vấn đề khác của cuộc sống, đấy là khi mà mình quyết định làm một cái gì ấy, thì mình sẽ phải cân đo đong đếm là cái tốt nó có vượt quá những cái xấu không. Và giả sử cái tốt nó không vượt quá cái xấu nhưng mà mình vẫn muốn những cái lợi ích đấy, thì mình sẽ kiếm được những cái lợi ích đấy từ đâu ra. Thì với cái góc nhìn như thế thì bản thân mình, với cái trường hợp của mình thì mình thấy là có chứ. Áp lực đồng trang lứa nó giúp mình biết là bây giờ mình sẽ nên trở thành người như thế nào. Mình nhìn người A, mình sẽ nói là tôi muốn là hình ảnh của tôi sẽ được như người này. Mình nhìn người B và mình muốn mình muốn cái lifestyle, mình muốn cái lối sống như người kia. Và mình nhìn người C thì mình sẽ nói là mình muốn cái gia đình như người đấy. Tuy nhiên là khi mình so sánh mình với họ ấy, thì mình không chỉ so sánh ở trên những cái khía cạnh đấy, mà mình còn so sánh rất nhiều những khía cạnh khác nữa. Ví dụ như mình nhìn cái người ví dụ mình gặp một người bạn để xem ra là mình có thể phát triển công việc theo hướng như nào, tại vì bạn ấy cũng là cùng ngành với mình nhá. Thì vô tình, ngoài cái việc là mình đưa ra được một cái lộ trình phát triển cho bản thân mình, thì mình còn so sánh là ôi sao bạn ấy bây giờ bạn ấy làm được như thế mà mình chưa làm được. Xong rồi bạn ấy học những cái như thế mà mình không thể nào mà sắp xếp thời gian học vào những cái như thế. Thì sau một cái khoảng thời gian như thế, bản thân mình đã có cái động thái này nhá, là mình ngừng gặp những người bạn như vậy để xem cho là mình muốn trở thành người như thế nào, mà cách lắp ghép những cái mảnh ghép khác nhau từ những cái người bạn khác nhau. Mà thay vào đó thì mình gặp hẳn những cái người mà họ lớn tuổi hơn mình rất là nhiều, họ đã trải qua rất là nhiều, họ có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Và mình có thể gặp những người đấy là người mentor. Đợt trước mình làm cho thầy Phương thì thầy là một trong những chuyên gia top đầu về tâm lý học ở Việt Nam. Thì mình học được từ thầy rất là nhiều. Và vì mình không, ngay từ ban đầu mình đã không coi thầy là bạn, và mình không có cái sự so sánh gần, tại vì thầy không có lý do gì để mình so sánh mình với thầy ấy. Thì mình cảm giác là mình học được nhiều hơn, và cái tiến trình học của mình nó không bị vướng mắc bởi những cái suy nghĩ, những cái so sánh mà nó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của mình. Đó, thì đấy cũng là cái cách mà mình nghĩ là cách phát triển bền vững hơn. Bởi vì khi mà mình và cái người mình đang so sánh ấy, nó thật sự nó khác nhau ấy, thì đôi khi mình chỉ có cái không gian để mình phê phán những cái suy nghĩ của mình, và mình sẽ có nhiều không gian hơn để mình đặt câu hỏi là 10 năm trước, 20 năm trước thầy làm như này thì bây giờ mình muốn làm như thế nào, bởi vì mình bây giờ khác thầy ở những cái điểm 1, điểm 2, điểm 3. Thay vì là mình so sánh, ví dụ như là thay vì tôi so sánh với bạn là ôi bây giờ mình nên thành công như nào nhỉ, bây giờ Vector có một cái kênh YouTube, tất cả mọi người đều muốn có một cái kênh YouTube, mình cũng phải có một cái kênh YouTube chứ nhỉ, thì tự nhiên nó rất là kỳ. Tại vì mình đang chạy theo cái tiêu chí của Linh, đơn giản vì mình nghĩ là Linh giống mình, Linh thuộc Gen Z, và mình cũng muốn có những cái Linh có, vì đấy là những cái mà các bạn ở độ tuổi này đặt lên hàng đầu. Đó, làm thế nào để có thể giúp một người xác định xem là đâu là những cái mà họ nên chất vấn và đâu thì không? Ok, đầu tiên để trả lời câu hỏi này thì mình nghĩ mình cần hai kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên là chính là kỹ năng mà Linh vừa nói, đấy là kỹ năng chất vấn, kỹ năng phê phán, critical thinking. Mình luôn luôn đặt câu hỏi về những cái thông tin mình tiếp nhận được từ thế giới. Đấy là kỹ năng thứ nhất. Và kỹ năng thứ hai, tại vì sau khi đã có kỹ năng thứ nhất thì mình phải biết là mình đặt câu hỏi về cái gì chứ, đúng không? Thì để biết được là mình nên đặt câu hỏi về cái gì thì mình phải có kỹ năng để ý. Mình phải... Để ý là như thế nào? Để ý tức là mình phải biết mình đang nghĩ gì, mình đang tiếp nhận được những thông tin từ đâu. Nếu như các bạn hay đọc các bài về personal development, phát triển cá nhân ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ biết đến kỹ năng chánh niệm. Chánh niệm nghe rất là xa vời, nhưng thực ra chánh niệm đơn giản nó chỉ là bạn quan sát được bản thân bạn, bạn đang nghĩ gì, bạn đang cảm thấy gì,
cái gì là cái yếu tố khiến bạn nghĩ như vậy, cái gì là cái ảnh hưởng từ môi trường khiến bạn có cái cảm xúc đó. Thì khi bạn đã nhận diện ra được là à, đợt này tôi đang thấy hơi lo lo, đấy là cái thứ nhất bạn cần nhận diện được, à tôi đang cảm thấy gì. Cái thứ hai là à, tôi đang thấy lo vì sao Vector đợt này nổi tiếng thế nhở, mà mình mãi mình không nổi tiếng. Đấy, các bạn nghĩ cái gì, các bạn phải biết xem là các bạn nghĩ cái gì trong đầu các bạn, hình ảnh gì hiện ra, hình ảnh Vector có vợ có con mua nhà mua xe nó hiện ra hay là hình ảnh gì. Thì khi mà mình quan sát được những cái hình ảnh nó chạy được trong đầu mình ấy, thì mình sẽ biết được là à, mình nên đặt câu hỏi về cái gì, vì sao mình lại cần nổi tiếng như Vector. Cái sự nổi tiếng đấy, cái mong muốn được nổi tiếng đấy nó đến từ đâu, vì sao ai cũng muốn nổi tiếng, mình có muốn nổi tiếng như thế không, mà nếu mà mình muốn nổi tiếng như thế thì mình muốn nổi tiếng vì mục đích gì, vì lý do gì. Và sau khi mình trả lời được hết những cái câu hỏi đấy bằng cách mình quan sát cuộc sống của mình quan sát lại tất cả những điều gì đang xảy ra để mình biết được mình là ai đã. Và cái câu hỏi này, cái câu trả lời đôi khi nó sẽ không đến trong ngày 1 hay 2 đâu nhá. Mọi người đừng nghĩ là tự nhiên mình ngồi mình phát mình nghĩ ra luôn là à tôi không muốn nổi tiếng như Vector mà tôi muốn làm những cái mà tôi đang làm. Nó không như thế đâu, mà mình... Tôi muốn ra một cái cây. Đấy, kể cả cái hành trình nó rất là dài và nhiều khi mình sẽ phải thử và sai. Mình sẽ phải đưa ra những cái giả thuyết khác nhau. Và à, hay là mình cứ thử nổi tiếng xem nổi tiếng nó như thế nào. Mình thử viết một vài bài trên Facebook xem, mình xem là cái phản hồi của mọi người nó ảnh hưởng đến mình ra làm sao. Và sau khi mình làm như vậy thì mình nhận ra là à, mình không muốn nổi tiếng theo hướng đấy. Vậy thì mình thử những cái giả thuyết tiếp theo xem sao. Thì cứ mỗi lần mình thử những cái giả thuyết như vậy thì mình lại có cơ hội để mình ngắm nhìn bản thân mình ở những cái khía cạnh khác nhau, trong những cái bối cảnh khác nhau. Bởi vì chỉ khi mình đặt bản thân mình ra đấy trong những cái bối cảnh mới, với những cái thử thách mới, thì mình mới thật sự biết được là à, những cái mà mình nghĩ mình là ấy, nó có thật sự là mình hay không, hay đấy chỉ là một cái viễn cảnh, một cái ảo tưởng mình vẽ ra là à, tôi là người như thế này, nhưng thực ra nó lại không phải. Cái phương pháp mà Trang áp dụng thì là gần như là nó cũng hơi liên quan đến, có vẻ nó cũng hơi dính đến triết học một tí nhỉ. Tức là nó sẽ đặt câu hỏi rất là nhiều về gọi là tôi là ai, tôi ở đây để làm gì, và tôi, ví dụ những cái mà tôi đang tiếp nhận, đấy là một cái mà hồi trước tôi dùng và tôi thấy khá là hiệu quả. Tức là đúng là mình thiết lập một cái hàng rào bảo vệ thông tin ở xung quanh đầu của mình. Và tức là khi mà mình lớn lên, mình tiếp nhận rất nhiều thứ nhưng mà mình không ý thức được là nó tồn tại trong đầu của mình, rất là nhiều những cái khái niệm khác nhau. Và một trong những cái đấy có thể là áp lực đồng trang lứa. Và khi mà mình bắt đầu mình ý thức được về nó, mình nhìn được về bản thân mình quay vào cái gọi là cái lâu đài của mình đi, mình nhìn vào bên trong, mình nhìn xem là có những cái ngăn như nào, có những cái đồ vật như nào, tại sao tôi đưa cái này vào đây, tôi đưa cái này vào đây sử dụng cho mục đích gì. Và lúc đấy mình bắt đầu mình có thể là ok, mình làm một cái buổi gọi là thanh dọn những cái khái niệm trong đầu của mình, cái này tôi không cần hoặc là tôi phải thay đổi nó. Và thậm chí là với tôi thì tôi đi một bước xa hơn là tôi thiết lập một cái hàng rào bảo vệ rất kiên cố với rất nhiều súng ở bên ngoài, rất là cao, xong rồi có thủy tinh, xong rồi có hàng rào gai, xong rồi có súng máy các thứ, bất kỳ một cái thông tin nào đi vào. Ví dụ 30 tuổi là nên có vợ, hoặc là 30 tuổi là nên có gia đình, hoặc là 40 tuổi là nên sở hữu một vài cái nhà, thì tôi sẽ bắt đầu đặt câu hỏi rồi, tại sao phải như thế, tại sao phải thế này, tại sao phải thế kia. Và lâu dần thì nó sẽ kiểu sẽ tự tiếp nhận những cái mà mình nghĩ là mình phù hợp nhất với mình, chứ là mình không phải ứa mình vào cuộc sống người khác, mình cũng không phải chạy đua theo người khác. Mình thấy cái áp lực đồng trang lứa đối với mình nhá, là giống như kiểu mình đang nằm trên một bãi cỏ và mình cảm thấy bất mãn bởi vì ngoài kia các bạn đang chạy đua với nhau vui quá, trong khi hoặc là mình là một con cá và mình nhìn một con ếch và mình kiểu đắn đo về tại sao mình không thể nhảy giọt như nó nhỉ. Nhưng mà cái đấy lại dẫn sang một vấn đề, mình thấy mình đã thử đi về con đường đấy rồi và nó dẫn sang một cái chiều hướng mình không thích lắm, mà tôi không thích lắm. Cho mình đoán không? Là gì? Đó là bạn trở thành một người đàn ông Việt Nam bảo thủ. Không. Là người Việt Nam, đàn ông Việt Nam bảo thủ thì làm sao, họ đã là những người đã xây dựng nên đất nước này nhá. Nhưng mà mình không muốn mọi người hiểu nhầm ý đấy, nhưng mà đấy là một ok, mình tạm bỏ từ Việt Nam trở thành một người bảo thủ. Không, nhưng mà ý là nó sẽ dẫn mình đến một cái mà tôi đã trải qua và tôi cảm thấy không thích lắm, là mình sẽ gần như là từ chối và chối bỏ tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tức là thì cái... đấy là một phần của bảo thủ chứ còn gì nữa. Không, nhưng mà tôi nghĩ là tôi ở giai đoạn sau rồi. Thì thưa đấy, làm thế nào để mình không bị rơi, tức là không bị gọi là lún xuống cái vũng lầy của việc
đặt câu hỏi cho tất cả mọi thứ, hoặc là từ chối tất cả mọi thứ, hoặc là không chạy theo bất kỳ một cái gì cả. Bởi từ góc độ của tôi nhé, tôi thấy đấy là cái con đường ngắn nhất để gọi là trở thành một người thụt lùi, hoặc thậm chí là rất là gọi là hài lòng với việc ngồi yên một chỗ và không làm một cái gì cả. Và thậm chí là còn trở thành những người mà tôi đã nhìn thấy trong cuộc sống, cả trong gia đình, bạn bè, tức là những người không chạy theo bất kỳ một cái mưu cầu nào trong cuộc sống. Thậm chí là không đi làm bởi vì nghĩ là cứ đi làm là sẽ phải chạy theo cái hình ảnh của cuộc sống người khác rồi. Và họ ở nhà và họ quyết định từ chối tất cả mọi thứ. Thì có cái ranh giới nào cho làm thế nào để mình có thể gọi là, sorry, có cái ranh giới nào cho áp lực đồng trang lứa tốt và áp lực đồng trang lứa cũng tốt không? Hoặc là mình điều chỉnh cái nấc thang của mình, cái thang đánh giá của mình như thế nào để mình chấp nhận và mình hoặc là mình từ chối, sử dụng thế nào? Ok, câu hỏi của Linh thì mình sẽ... Câu hỏi hơi dài, từ một câu chuyện hơi dài, nhưng mà mong là bạn hiểu. Câu hỏi của Linh thì mình sẽ xin phép được chia làm hai phần. Đầu tiên là làm thế nào để mình vừa là người có critical thinking, mình vừa biết tư duy phê phán, mình vừa biết đặt câu hỏi, nhưng mình lại không trở thành một người quá là critical, cynical. Đúng rồi. Đấy. Thì phê phán tất cả mọi thứ. Ừ đúng rồi, phê phán tất cả mọi thứ, thấy cái gì đấy, cũng với tôi nhất đấy mới là bảo thủ và từ chối tất cả mọi thứ. À ok. Còn bạn chơi với tôi, bạn biết là tôi thử rất nhiều thứ, thậm chí là ok. Thì tôi nghĩ rằng ấy, mình phải đặt lại câu hỏi cho mình ở đây là mình muốn dành cái năng lượng tư duy và mình muốn dành cái hoạt động phê phán đấy vào lĩnh vực gì của cuộc sống. Cái hoạt động phê phán đấy nó đang hỗ trợ mình như thế nào? Ví dụ nó hỗ trợ mình đánh giá những cái kiến thức mới, đánh giá những cái con đường mới, công việc mới mà mình sẽ thực hiện, thì nó là một việc tốt chứ. Nhưng giả sử nếu như cái việc đánh giá đấy nó khiến mình trở nên xa lạ với những người thân, mình không thể đặt mình vào vị trí của họ được, bởi vì mình cho rằng những cái niềm tin của họ là sai, là bảo thủ, là cổ hủ, thì liệu... Tại vì rõ ràng, ok, cái này chia sẻ hơi cá nhân một tí. Đấy là nhiều lúc tôi cũng ngại nói chuyện với bạn chứ. Tại vì Victor nó bảo thủ lắm, nói chuyện với nó xong rồi lại thế này thế kia. Thì lại chính mất là công không giải phải thích. Bảo thủ đâu, chỉ là tôi hỏi nhiều thôi. Lại phải giải thích. Đấy, giải thích cho những câu hỏi. Thì thực ra là đến một ngày ấy, thì tôi nói với bản thân mình là thực ra cái việc đấy nó không quá quan trọng như thế. Và thật sự là tôi chơi với bạn vì tôi quý cái mối quan hệ này. Và tôi thấy cái mối quan hệ đấy nó hỗ trợ tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Thì liệu là cái việc đặt câu hỏi cho những cái niềm tin của bạn nó có quan trọng đến như thế không? Hoặc là với bố mẹ của mình cũng thế. Đồng ý là họ nhiều khi cũng hơi vô lý đấy, nhưng liệu là cái việc mình ép họ thay đổi hay là mình đặt quá nhiều câu hỏi cho cái niềm tin của họ mà mình không thử nghĩ về cái việc là vì sao họ lại có những cái niềm tin như thế, thì mình lại đang đặt một cái rào chắn giữa mình và họ. Bởi vì thật sự nhiều khi mình không cần đặt câu hỏi đâu, mình không cần biết vì sao họ nghĩ như thế đâu, mà mình chỉ cần biết được là à, vì sao họ khác mình là được rồi. Họ khác mình là vì họ sống trong một bối cảnh rất là khác, họ được nuôi dạy trong một cái gia đình rất là khác, nhận được nền giáo dục rất là khác. Thì hiểu được những cái điểm khác nhau đấy thì mình cũng chẳng cần đặt câu hỏi nữa, mà mình chỉ cần chấp nhận người đấy là như vậy và mình chấp nhận những cái niềm tin của họ. Nhưng cái việc chấp nhận này không có nghĩa là mình đồng hóa cái niềm tin của mình với niềm tin của họ nhá. Mình vẫn được quyền giữ cái quan điểm và niềm tin của mình, nhưng đồng thời mình tôn trọng là à ok, mày nghĩ thế nào cũng được, tao vẫn chơi mày, tao vẫn yêu quý mày. Hòa nhập chứ không hòa tan. Ừ đó, kiểu như vậy. Thì đấy là câu trả lời đầu tiên mình dành cho nửa đầu của câu hỏi. Đấy là làm thế nào để mình vừa critical thinking, vừa tư duy phản biện phê phán, nhưng lại không trở nên một người quá khó tính hay là bị mọi người nói là bảo thủ. Và nhìn đâu cũng ra peer pressure. Đấy, nhìn đâu cũng ra peer pressure. Thì cái phần câu hỏi thứ hai đấy là làm thế nào để mình vẫn phát triển được mà không có áp lực, đúng không? Hoặc là nó không có là những áp lực tiêu cực. Một cái câu hỏi chuẩn hơn cho cái ý đấy, nó sẽ là làm thế nào để mình hình thành một cái peer pressure tốt, healthy cho bản thân mình, lành mạnh. Một cái áp lực đồng trang lứa lành mạnh cho bản thân. Bởi vì từ góc độ của tôi nhé, là tôi nghĩ là có thể hơi bây giờ nó sẽ hơi áp đặt hoặc là hơi toxic một tí, nhưng mà tôi nghĩ là cần phải có một chút áp lực thì mới có sự phát triển. Đúng thì không? Làm thế nào để mình hình thành một cái peer pressure lành mạnh cho mình, để mình không bị gọi là ngã quỵ trước những cái áp lực của mình tự gây ra cho mình, và mình không chết đứ đứ ra ở đây.
chắc chắn là nó sẽ đi lại cái yếu tố đầu tiên, đấy là mình phải hiểu mình là ai đã. Tại vì để biết mình cần đặt áp lực ở việc gì, mình biết mình cần phát triển ở lĩnh vực nào để mà đặt áp lực ở lĩnh vực đấy, thì mình phải hiểu mình trước đã, đúng không? Lý do vì sao triết học họ lại đặt ra cái câu hỏi đấy từ rất là sớm, bởi vì ở thời điểm nào mình nghĩ là mọi người cũng sẽ có cái áp lực là à, tôi sẽ trở thành ai nhỉ? Trong bao nhiêu người như thế thì tôi muốn định hình bản thân là một người như thế nào? Thì thực ra triết học đó là ông tổ của tâm lý học. Từ những cái câu hỏi như vậy về tôi là ai thì tâm lý học mới sinh ra những ngành nghiên cứu về tính cách, nghiên cứu về những cái đặc điểm khác nhau của con người để họ có khái niệm, họ nói về nó, họ nghĩ về nó. Mình biết được là à, mình là người hướng nội, mình là người hướng ngoại, mình là ambivert, mình vừa có thể là hướng nội vừa hướng ngoại. Mình được phát triển như thế nào, cái phong cách nuôi dạy của cha mẹ mình ra làm sao, cái ước mơ, passion, đam mê của mình là gì. Thì từ tất cả những cái khái niệm đấy trong tâm lý học thì mình có gần như là mình có nhiều cái gương hơn để mình soi ấy. Thì ở mỗi cái gương đấy mình lại đặt câu hỏi để xem là à, mình đang là ai và trong cái lĩnh vực đấy mình muốn trở thành người như thế nào. Về mặt giới tính mình muốn yêu nam hay là mình yêu nữ. Về công việc thì mình muốn thành công theo kiểu kiếm nhiều tiền hay là mình muốn thành công theo kiểu ít tiền cũng được nhưng mà mình đều giúp nhiều người. Thì chỉ khi mình biết được là mình là ai và mình muốn gì thì mình mới có thể đặt kế hoạch để trở thành cái mục tiêu như vậy. Và cái bước tạo động lực ấy, nó chỉ là cái bước cuối cùng thôi. Khi mình đã có cái kế hoạch rồi thì bây giờ làm thế nào để tôi có thêm động lực để tôi thực hiện cái kế hoạch đấy. Và làm thế nào để, tại vì cái việc tạo động lực peer pressure ấy, nó không chỉ cho mình cái động lực để mình hoàn thiện cái việc mình cần hoàn thiện, mà nó còn cho mình một cái khung tham chiếu để mình xem là mình nên đặt mục tiêu của mình như thế nào, mục tiêu của mình nên có những cái cấu phần nào, tôi nên kiếm được bao nhiêu tiền là đủ, tôi nên nổi tiếng như thế nào. Thì đó, nó sẽ có những cái khung tham chiếu khác nhau và không nhất thiết mình phải học những cái thông tin đấy từ bạn bè, mà mình có thể Google để đạt được cái vị trí này thì tôi cần cái gì. Mình không nhất thiết phải so sánh mình với cả ai cả. Đó, thì mình nghĩ đấy là cái cách healthy, lành mạnh và bền vững để mình có thể tạo động lực cho bản thân và thay đổi về lâu về dài. Và có một cái điểm này nữa mình khá là thích ở cái ví dụ lúc nãy của Linh, đấy là ví dụ nào? Đây mình đang nói lại đây, cái ví dụ là những cái gì mình có trong đầu ấy thì nó có thể sắp xếp được thành các ngăn trong các lâu đài. Thì mình ở góc độ mình thì mình sẽ không tự ví cái lâu đài đấy của mình là một cái lâu đài mà mình cần xây súng ống xung quanh để mình bảo vệ cái lâu đài đấy trước tất cả những cái thông tin mới, mà mình sẽ cá nhân mình, cái thực hành của mình sẽ trông giống như này hơn này, là khi mình định đút cái gì vào tủ thì mình sẽ ngắm nghía nó trước, mình hỏi xem là a cái này là gì nhỉ, mình có nên đút vào đây hay không, mình đút vào đấy thì mình nên để nó ở trong đấy bao lâu. Và thỉnh thoảng thì mình sẽ dọn dẹp cái ngôi nhà đấy, dọn dẹp cái lâu đài đấy. Nó không nhất thiết là ngày nào mình cũng phải ngồi đau đầu nghĩ là ở cái quan niệm, cái giá trị này của mình có đúng hay không. Còn của phía của tôi là tôi không thích dọn. Thì đấy, cái việc dọn nhà nó nên là một cái việc thường xuyên ý, chứ không phải là tự nhiên đùng một cái đến lúc mà mọi thứ nó tan nát, nó vỡ bét tan tành, rồi tôi siêu áp lực, tôi không biết tôi đang đi đâu thì tôi mới lục lại cái lâu đài này. Lúc đấy nó đã quá nhiều thứ để dọn dẹp rồi. Vậy thì có một câu hỏi nhá, là hiện tại theo như bạn thấy có những cái yếu tố nào nó đang góp phần gọi là amplify, gia tăng, thổi phồng cái áp lực đồng trang lứa, nhất là trong giới trẻ? Thực ra cái này nó cũng chắc là ai cũng biết rồi, đấy là mạng xã hội. Bởi vì cái việc so sánh ấy, lứa tuổi nào cũng có, giai đoạn nào cũng có. Ngày xưa bố mẹ mình cũng so sánh chứ, bố mẹ mình sẽ so sánh với bạn bè. Từ cái con người đầu tiên khi mà có một thằng nhóm được đống lửa và thằng còn lại không thì nó đã có. Đúng rồi, vì sao mày lại nhóm được lửa mà ta thì không? Đúng rồi. Một thằng hái được cái nấm và ăn và cảm thấy ngon và nó ngồi dưới gốc cây nó happy, nó vui tươi. Còn thằng còn lại thì cũng tìm mãi vẫn chưa thấy nấm. Đúng rồi. Thì nó đã có áp lực đồng trang lứa rồi, tức nó. Từ rất là lâu rồi chứ không phải là bây giờ mới có đâu. Thế nên là mình nghĩ rằng cái yếu tố mà thay đổi lớn nhất trong thời kỳ hiện đại ấy, đấy là mình có mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội nó là cái kính phóng đại của tất cả những cái gì tích cực đang xảy ra trong cuộc sống người khác.
mà nó còn không hề không phải phóng đại luôn, mà nó chiếm độc quyền luôn, chiếm sóng độc quyền. Tất cả những cái gì tích cực thì sẽ lên đấy. Có mấy ai lên đấy khóc và than thở về những cái vấn đề mình nó gặp phải đâu. Mà kể cả có thì nó cũng không phải là cái nội dung được Facebook tối ưu hóa để đẩy tới nhiều người. Thế nên là những cái gì mình nhìn thấy thì chỉ là cái tròn của tảng băng chìm thôi. Mình chỉ nhìn thấy những cái gì hay ho nhất của người khác chia sẻ. Thì thực ra gần đây cũng có nhiều người gặp tao xong rồi gặp tôi xong rồi bảo là ôi dạo này Trang hay ho thế nhở, làm nhiều thứ xịn thế. Mà họ đâu có biết là ôi mình căng thẳng mệt mỏi chứ. Đã phải khóc bao nhiêu đêm. Ừ, làm ba việc cùng một lúc, lúc nào cũng căng thẳng, nghĩ là ôi chết rồi, bây giờ thời gian như nào, tôi căng thẳng quá. Nhưng mà không, tôi vẫn phải đi học múa để tôi đảm bảo sức khỏe tinh thần của mình. Thì có ai nhìn thấy những cái đấy đâu. Họ chỉ nhìn thấy là wow, Trang là như thế, Kira là như thế. Xã hội. Ok, thế thì thật ra là nó cái áp lực đồng trang lứa nó không hẳn là một cái lý do để khiến tôi ngừng dùng mạng xã hội, nhất là Facebook, hoặc là giảm tần suất dùng 90%. Nhưng mà bạn nghĩ là đấy có phải là một cách gọi là khôn ngoan để giảm áp lực đồng trang lứa trong các bạn khán thính giả không? Đấy có phải là một nước đi tốt không? Hay là nó sẽ có những cách khác tốt hơn? Thực ra mình thấy cái việc ngưng dùng hẳn mạng xã hội vì mình đang chịu quá nhiều áp lực đồng trang lứa ấy, thì nó là một phương pháp nhá. Nó là một phương pháp sẽ có thể hiệu quả với rất nhiều người. Ví dụ như nếu mà mình không cảm thấy thoải mái với một ai đấy quá, mà cứ mỗi lần mình nhìn thấy họ hiện lên thì mình lại cảm thấy siêu tệ về bản thân mình, thì việc mình unfollow hay việc mình block họ là một chuyện không hề ích kỷ một tí nào, và mình hoàn toàn thể giải thích với họ vì sao. Tuy nhiên là cái việc dừng hẳn mạng xã hội ấy, nó chắc chắn sẽ tước đi rất nhiều những cái niềm vui cũng như là cái khía cạnh khác của cuộc sống. Bởi vì mình lên Facebook nhiều khi để mình đọc tin tức, mình biết là ai đang làm gì, mình học những cái, không phải học chứ, mà mình tiếp cận với những cái kiến thức mới để mình có thêm từ khóa, mình tìm hiểu nhiều hơn về nó. Thế nên là để giải quyết cái vấn đề peer pressure triệt để ấy, thì mình nghĩ nó phải đến từ hai yếu tố. Một là từ bản thân mình, hai là từ những cái người xung quanh, cái người mà đang chịu áp lực. Từ phía bản thân mình thì nó sẽ phải đến, nếu mà nhìn ở một cái khía cạnh vĩ mô hơn nhá, thì nó sẽ đến từ giáo dục. Bởi vì giáo dục đáng lẽ ra nó phải, ok cái này sẽ là một cái yêu cầu hơi vô lý, chẳng có cái gì là đáng lẽ ra cả, nhưng ideally về mặt lý tưởng thì mình muốn là giáo dục, đặc biệt là giáo dục về cảm xúc và giáo dục về tâm lý, nó có thể giúp mọi người hiểu hơn được về bản thân mình. Mình biết được là cái giá trị của mình đang đặt ở đâu, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì. Và khi mình đã hiểu được mình rồi thì mình sẽ ít so sánh mình hơn với người khác. Bởi vì khi mình nhìn họ, mình cũng chỉ biết là à, một con người khác như bao người bình thường. Mình sẽ không có cái hoạt động tức thời là so sánh. Đấy là cái về mặt vĩ mô. Còn về mặt cá nhân thì không phải cá nhân nào cũng có may mắn là được học những cái đó. Thế nên khi nào mà mình đã nhận ra rồi ấy, thì chỉ có mình tự chủ động làm việc với suy nghĩ của mình, để thứ nhất là mình đánh lạc hướng bản thân mình ra khỏi cái suy nghĩ so sánh. Mình có thể xem content mèo, mình lên mạng xã hội mình xem content mèo, xem content động vật cute. Bị peer pressure với cả sự hạnh phúc của một con mèo. Ok, cũng có thể lắm, nhưng mà những bạn nào không gặp cái trường hợp đấy thì vẫn có thể xem content mèo bình thường, không có vấn đề gì cả. Đó, đấy là cái cách giải quyết mà mình nghĩ là triệt để hơn. Đấy là mình học cách làm việc với cảm xúc, mình học cách làm việc với suy nghĩ của mình, để mình nhận diện được là à, lúc nào là tôi đang sử dụng mạng xã hội một cách tiêu cực và lúc nào là tôi đang sử dụng nó cho những cái mục đích hợp lý. Còn cái một biện pháp nữa mà mình nghĩ rằng nó sẽ yêu cầu cái sự tham gia của nhiều người hơn. Tất cả mọi người bây giờ mình hãy thử để ý xem là mình có đang vô tình so sánh một người nào đấy với một người nào đấy khác không. Bởi vì là như thế nào? Tức là đây là một cái điểm mà mình không biết nó là do văn hóa cộng đồng. Tức là Việt Nam thì là một nước collectivist, tức là nước có nền văn hóa cộng đồng, là mọi người quan tâm đến nhau như một cái tập thể. Mình biết hàng xóm mình đang làm gì, mình biết họ hàng xa của mình đang làm gì, bao nhiêu tuổi, có vợ con hay chưa, vào lúc nào. Còn ở bên khi mà mình đi du học ở Anh ấy, thì mình thấy cái hiện tượng đấy ít xảy ra hơn. Riêng ở trong trường lớp là các thầy cô đã không có thói quen là phân cấp thứ hạng để so sánh là à, bạn nào đang xếp thứ nhất, bạn nào đang xếp thứ 10. Và khi trả điểm thì mọi người cũng rất là ít hỏi nhau về ui mày được mấy điểm đấy. Mà thường là mọi người
cần kíp lắm, thì mọi người sẽ hỏi thầy cô là à thầy cô ơi, con sai ở điểm này, làm sao để con cải thiện được cái điểm đấy. Bởi vì hỏi bạn bè có được cái gì đâu, biết đâu chúng nó lại trả lời sai cho mình thì thành ra điểm lần sau mình còn kém hơn. Thì mình thấy ở bên kia mình không có cái thói quen đó, thì mình không biết cái đấy là do văn hóa hay là do trình độ học vấn hay là do cái cấu trúc hệ thống giáo dục của mình như thế mà tôi mình nghĩ có thói quen như vậy. Khó có một câu, có một câu trả lời cố định ấy. Ừ. Nó sẽ là tổng cái hợp này của tất cả lọ sọ sang cái kia. Ừ, đó. Nó sẽ liên tục là như vậy. Thì bây giờ mình đã nhận diện được cái hành vi đấy rồi thì mình hãy thay đổi nó đi. Ví dụ như mình có em thì mình đừng so sánh nó với cả ê mày ơi. Nhiều khi so sánh nó không phải là sao mày không được như đứa này đứa kia, mà nó sẽ có những cái biểu hiện nó hơi tinh tế, nó hơi subtle, nó hơi khó nhìn thấy hơn một chút. Là ui nhìn này, đẹp không, xinh không, xịn không. Thì bằng cái cách hỏi câu hỏi đấy là mình đang ám chỉ người kia rằng ui có một cái này đang rất là hay mà tao và mày không có được, bây giờ mình phải có được nó. Đó, thì mình hãy thử nhận diện những cái thói quen hàng ngày của mình như vậy. Hãy coi peer pressure, tôi coi peer pressure là một cái công cụ thôi. Nó là một cái khái niệm mà nó cũng không có tốt, nó không có đúng, nó cũng chả có sai. Và mình sử dụng cái công cụ đấy để làm cái gì? Một cái dẫn chứng nhá, là ví dụ khi mà mở Facebook và đọc sách đi, thấy Steve Jobs rồi là Phil Knight các thứ, các ông ấy rất là giỏi. Và mở Facebook ra thấy một anh up doanh thu các thứ tháng này của anh ấy được 2 tỷ, thì cái câu hỏi tức là mình sẽ không gọi là bị cảm thấy chùn bước hoặc là cảm thấy mình yếu kém, bởi vì mình không đạt được cái đấy của người ta. Mình không sở hữu một công ty Nike tiếp theo, mình không sở hữu một cái Apple tiếp theo, hoặc là mình không có cái doanh thu 2 tỷ trong một tháng. Nhưng mà mình sẽ có thể nhìn vào cái thành công của người ta, mình có thể bắt đầu bóc tách là ok, ông ấy đang làm đúng những cái gì, ông ấy đang ví dụ cái triết lý trong cuộc sống ông hiện tại đang là gì, ông ấy đang có những cái thói quen như thế nào, và mình có thể áp dụng được cái gì từ ông ấy để nó mình có thể áp dụng và dung hòa giữa cuộc sống của ông ý và của mình như nào, gần như là kiểu một dạng copy paste ấy. Học từ ông ý, từ cái gì để mình áp dụng vào cuộc sống của mình. Và nếu mà thành công thì có thể là mình sẽ học được một vài cái thói quen tốt, và nó sẽ giúp mình tiến một bước gần hơn đến cái hình dung về thành công mà mình có trong đầu. Chứ ít nhất là đối với tôi thì nó là như thế, tức là mình sử dụng cái mình điều hướng cái suy nghĩ của mình nó cẩn trọng hơn một tí, mình không cho nó giống như kiểu một con khỉ truyền từ cành này sang cành khác mà mình không bắt được nó. Và cũng không giống như kiểu một chú chihuahua mà cứ chạy mà mình cứ phải đuổi theo, mà thật sự là mình có thể điều hướng được cái dòng suy nghĩ của mình bắt được nó khi mà nó đến và mình kiểm soát được. Nói chung là nếu mà để tóm gọn lại tất cả những cái gì mà mình vừa nói trong 4-5 từ thì nó là kiểm soát cái đầu của mình tốt hơn. Đúng rồi, thì nó sẽ chính là cái kỹ năng lúc nãy mình vừa nói là chánh niệm đấy. Mình quan sát được trong đầu mình đang có suy nghĩ gì, mình có đang so sánh không, mình đang dùng họ để đặt mục tiêu, hay là bên cạnh cái suy nghĩ đặt mục tiêu thì mình còn có cái suy nghĩ là ồ bao giờ thì mình mới đạt được cái đấy, nếu mà mình không đạt được cái đấy ở cái deadline mà mình đưa ra thì mình không xứng đáng. Và hình thành một cái gọi là hệ động lực từ bên trong. Đúng rồi. Chứ không thì, ở bên ngoài. Tất cả những gì mà Victor vừa nói thì nó sẽ vẫn chia ra làm hai ý. Một, đầu tiên là cái deadline. Thì ok, deadline thì có rất là nhiều cách để bạn có thể tự đặt deadline cho bản thân mình. Không nhất thiết là phải việc đồng ý việc quan sát người này người kia là rất là tốt. Nhưng nó vẫn phải đến từ việc là mình hiểu mình trước đã. Ừ. Và mình cũng muốn challenge, mình cũng muốn thách thức cái suy nghĩ của Vector một chút. Đấy là Vector cho rằng việc đặt deadline nó là cố định. Again, cái việc mình nghĩ là deadline cho công việc. Ok, deadline cho công việc. Ok, thì nó rất là khác với cả deadline của cuộc sống nhá. Lúc đấy là mình dùng từ gọi là bảng hướng dẫn. Ừ, đúng rồi, đó. Thì nó linh hoạt hơn. Thì bản thân cái việc deadline là phải cố định, nó cũng là một cái áp lực mà. Nó cũng là một cái áp lực của xã hội và nó cũng là một cái peer pressure. Thì mình lại đặt câu hỏi là nó có nhất thiết phải cố định như thế hay không, hay là mình du di ra một vài năm cũng được. Đó, và cái thứ hai là cái động lực mình rất là đồng ý với Peter. Đấy là mình phải tìm một cách nào đấy để mình có được động lực tự thân đã. Và động lực tự thân ở đây thì nó ok, nó sẽ là một chủ đề khác, nó lớn hơn. Nhưng mà nó có phải là áp lực mà mình tự đặt lên mình không? Ừ, áp lực, đồng áp lực nó sẽ khác với động lực nhá. Động lực là cái thứ đẩy mình đi. Áp lực là thứ khiến mình cảm thấy căng thẳng, bứt rứt khi mình không đạt được cái điểm đấy. Nó dìm mình xuống à? Chưa chắc nó đã dìm mình xuống, nhưng mà nó có thể dìm mình xuống. Thì bây giờ, vì sao mình lại phải để nó dìm mình xuống? Bây giờ mình tự tạo động lực để đẩy mình lên mức đấy đi. Đừng để cái gì dìm mình xuống. Okay. Thì ở đây, ok, cái việc nói về động lực chắc là sẽ phải cần một cái buổi khác. Nhưng có một cái điều này là một cái
có thể gọi là một cái epiphany đi, một cái bài học rất là lớn mà mình tự nhiên mình ngộ ra trong cái thời gian gần đây. Đấy là cái, không biết cái câu này thì nó cũng rất là phổ biến rồi, đấy là chỉ khi mình chấp nhận được bản thân mình thì mình mới có thể thay đổi và phát triển. Nghe rất là cliché, nghe có vẻ rất là sáo rỗng đúng không? Nghe giống như một bài mà Spyroom chuẩn bị lên một cái video để phân tích. Đúng rồi đấy. Thì gần đây mình nhận ra, à vì sao? Tại vì lúc đầu mình luôn luôn nghĩ là nếu mà mình chấp nhận bản thân mình thì mình lấy đâu ra động lực để mình phát triển? Nếu mà mình cứ hài lòng với tất cả những cái gì mình có thì làm sao mình có mục tiêu cao hơn để mình bước lên? Tuy nhiên sau khoảng thời gian vừa rồi thì mình có nghỉ việc này, rồi mình cũng có nhiều áp lực chứ, thì mình sau một thời gian mình sắp xếp lại cuộc sống ngắn nắp hơn thì mình nhận ra là à, hóa ra cái thứ nó đẩy mình đi trong suốt cái quãng thời gian vừa qua ấy, nó chính là cái việc mình chấp nhận được bản thân mình chấp nhận được là à, cái việc mình làm ở Spiral Room, cái việc mình chuyển từ làm chuyên môn qua làm nội dung theo hướng là cho số đông, mình có thể fail chứ. Tại vì đấy không phải là cái mà mình quen làm, đấy không phải là cái thứ mà mình được đào tạo. Và chỉ khi mình chấp nhận được là à thôi, kệ, fail thì sửa, sai thì sửa, có gì thì cải thiện, có gì đâu, thì đến lúc đấy mình mới sẵn sàng thử và mình mới sẵn sàng là bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình nhận ra là khi mình mềm mỏng hơn, mình linh hoạt hơn về những cái deadline mình đã đưa ra trong cuộc đời ấy, thì mình lại có nhiều động lực hơn để mình hướng đến nó. Mình không bị ngại là ui khó thế, năm sau là phải có học bổng, năm sau là phải học thạc sĩ tiến sĩ rồi ha, khó thế thôi không làm đâu, mình ngại mình không bắt đầu luôn ấy. Thì mình khi mà mình thay đổi suy nghĩ mà mình nghĩ là ờ thôi năm sau ok, mà năm sau nữa thì cũng được, thì mình thấy là mình thoải mái hơn để mình thử nhiều thứ hơn. Và cái việc mình thử nhiều thứ hơn nó lại đóng góp cho cái việc mình hướng đến cái mục tiêu đấy. Đó thì đấy là hai cái điều lớn nhất mà mình đã nhận ra. Trang nghĩ là áp lực đồng trang lứa nó có bao giờ biến mất không? Ví dụ một người rất là thành công, ví dụ Jeff Bezos đi, có áp lực đồng trang lứa với cả khi nhìn vào những cái tỷ phú khác không? Hoặc là một cái, chứ rồi những cái ví dụ của mình nó toàn liên quan đến những cái ông da trắng có tiền. Nhưng mà đấy, ý của mình là như thế, tức là có bao giờ peer pressure nó sẽ biến mất? Mình thì mình không bao giờ dám chắc là họ có peer pressure hay không nhá. Nhưng mà mình chỉ có một cái điều kiện, đấy là khi mà họ cảm thấy đủ tự tin về bản thân họ và họ cảm thấy đủ yên tâm về cái kế hoạch mà họ đã đưa ra và họ cảm thấy ok, họ cảm thấy hào hứng với cái mục tiêu mà họ đã đặt ra từ ban đầu, thì chẳng có lý do gì để họ phải nhìn người này người kia xem người ta đang làm gì để mà có cái áp lực đấy. Còn trên thực tế họ có áp lực hay không thì mình không biết nhá. Biết đâu có một, tại vì thực ra cái dự án nào, cái dự án cuộc đời nào nó sẽ có lúc đi lên và đi xuống, thì cái việc so sánh mình với người khác ấy nó sẽ hay đến từ cái lúc mà mình cảm thấy hoang mang, mình không biết là mình đã đi đúng chưa, mình không biết là mình đã làm đủ chưa, thì đến lúc đấy mình mới nghĩ là ủa nhìn sang đứa bên cạnh một tí xem nó đang làm như thế nào để mình biết xem mình có ổn hay không ấy. Thì đấy, chính những cái lúc nó là một cái rất là mâu thuẫn, mình cứ nghĩ rằng mình hoang mang thì mình phải hướng vào bên trong, mình phải revise, mình phải xem lại kế hoạch của mình chứ đúng không? Nhưng mà trên thực tế không phải như thế. Lúc nào mình hoang mang, mình băn khoăn, mình chăn trở thì mình sẽ nhìn sang người khác để mình xem là mình nên làm gì. Thì cái đấy cũng là cái mà mình cần để ý. Ok, coi như là để khép lại chương trình ngày hôm nay thì mình xin được trích một câu từ một nhân vật mà nếu mà bạn biết là ai thì có khả năng là bạn sẽ rất thích hoặc là bạn sẽ rất ghét. Thì người đàn ông da trắng Jordan Peterson. Đừng, coi như là tôi lại chưa nói câu đấy nhá, mày chưa biết. Mình không nhớ là cái câu này đến từ đâu, nhưng mà mình nhớ là cái câu đấy đại ý nó là đừng so sánh bản thân mình với cả người khác, mà hãy so sánh bản thân mình với cả mình ngày hôm qua. Ừ, thực ra nó là một cái câu khá cliché mà rất là nhiều người nói, chứ không chỉ riêng gì Jordan Peterson ấy. Thì thực ra đấy là một cái mindset hay, đấy là một cái kim chỉ nam tuyệt vời. Rất nhiều câu trigger mà ông đã từng nói thì đấy là một kim chỉ nam tuyệt vời. Tuy nhiên là mình hy vọng là qua cái buổi nói chuyện của mình với Vector ngày hôm nay ấy, thì các bạn cũng có nhiều công cụ hơn để mình sống theo cái kim chỉ nam đấy. Tại vì nhiều khi mình cũng biết là ai mà chả biết là mình không nên so sánh với người khác, ai mà chả biết là mình nên so sánh mình với bản thân mình của ngày hôm qua, nhưng mà đấy sẽ có những lúc mà mình không biết là mình phải làm gì, mình sẽ đặt mục tiêu như thế nào, mình phải kiểm soát cảm xúc của mình như thế nào, thay đổi tư duy của mình như thế nào. Thì mình hy vọng hôm nay bạn đã có thêm những công cụ để bạn nghiên cứu thêm và áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Và quan điểm của các bạn về áp lực đồng trang lứa là gì? Bạn thấy nó là một cái cần thiết, hoặc là bạn thấy nó là một cái mà mọi người nên bớt
so sánh nhau và so sánh người khác với cả những người khác còn lại trong cộng đồng. Và chủ đề tiếp theo của chúng mình nói chuyện là gì, hoặc là khách mời tiếp theo mà các bạn nghĩ là nên show này phải nói chuyện là gì, thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn thời gian của Trang và cảm ơn thời gian của các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.